Tật đầy lưỡi là việc lưỡi đặt sai tư thế, là thói quen đẩy lưỡi ra trước tì vào các răng, hoặc lưỡi đặt giữa các răng hàm trên và răng hàm dưới khi nuốt. Mỗi ngày một người sẽ nuốt từ 1.200 đến 2.000 lần với một lực khoảng 1.800 gram trên lần. Nên khi có tật đầy lưỡi, răng sẽ phải chịu áp lực trong mỗi lần nuốt cũng như ở tư thế nghỉ, dẫn đến hậu quả là lệch lạc khớp cắn. Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Thùy Dương đến từ hệ thống nha khoa Hoàng Dung Bắc Ninh. Trong video hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các bạn các bài tập để khắc phục tật đầy lưỡi. Tật đầy lưỡi có thể dẫn đến cắn hở nhóm răng trước hoặc nhóm răng sau, hô răng hoặc thưa răng. Các dấu hiệu dễ nhận thấy của tật đầy lưỡi là các răng hàm trên và răng hàm dưới nghiêng ra phía trước và thưa nhau. Ở tư thế nghỉ, miệng sẽ ở tư thế mở và lưỡi để ra phía trước, đặt giữa các răng. Ngoài ra, khi có tật đầy lưỡi thì sẽ khó khăn trong việc phát âm các âm sờ, giờ. Nguyên nhân của tật đầy lưỡi chưa được xác định rõ ràng. Có thể là do lưỡi phải bù trừ lại tình trạng cắn hở một phần hay hoàn toàn. Khi đó, lưỡi sẽ phải đưa ra để lấp đầy khe hở, đảm bảo kín khít khi nuốt. Có thể do viêm nhiễm gây tắc nghẽn đường mũi dẫn đến thói quen thở miệng, hoặc do hạch hạnh nhân VA lớn cũng dẫn đến tật đầy lưỡi. Ngoài ra, đầy lưỡi còn có thể do lưỡi to bất thường, mất răng sữa sớm hoặc phanh lưỡi ngắn. Vậy cách khắc phục tật đầy lưỡi như thế nào? Các bạn hãy theo dõi các bài tập sau nhé. Với trẻ em thường hướng dẫn bài tập lưỡi khi trẻ từ 8 tuổi trở lên, bởi vì khi các trẻ còn quá nhỏ sẽ khó tiếp thu để có thể đạt hiệu quả tốt nhất. Bài tập thứ nhất gồm 3 nhịp. 1. Đặt đầu lưỡi ở phía lợi trên vòm miệng ngay sát phía sau răng nhưng không chạm vào gót răng. 2. Cắn hai hàm lại. 3. Nuốt nhưng phải điều chỉnh để lưỡi không chạm vào răng. Bài tập này phải tập ít nhất 2 lần trên ngày, mỗi lần 5 phút. Có thể kiểm tra việc tập lưỡi có đúng không bằng cách dùng ngón tay banh môi ra khi tập, và khi lưỡi không đẩy vào răng khi nuốt thì là tập đúng. Bài tập thứ hai, các bạn sẽ cong lưỡi lên vòm miệng và tạo ra các tiếng tặc tặc. Bài tập thứ ba là bài tập với kẹo cao su. Dùng một viên kẹo, nhai và đảo đều hai bên cho đến khi viên kẹo nhuyễn và mềm ra. Sau đó dùng đầu lưỡi vê tròn viên kẹo và đặt lên phía trên vòm miệng. Rồi lại dùng lưỡi làm dẹp viên kẹo ra, rồi lại vê tròn lại, lặp đi lặp lại như vậy 5 phút. Mỗi ngày tập khoảng 5 đến 6 lần. Và lưu ý nên dùng kẹo cao su chứa silicone và để có thể phòng ngừa sâu răng. Trên đây là các bài tập khắc phục tật đầy lưỡi. Nếu thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ với mọi người. Tôi là bác sĩ Thùy Dương đến từ hệ thống nha khoa Hoàng Dung Bắc Ninh. Xin chào tạm biệt.